Sướng. Kumala là
nhân thành lập, tức là lúc đó Phật giáo chia ra nhiều hệ, hệ phái. Nhiều hệ, hệ phái. Chúng ta gọi rằng là bộ phái Phật, Phật giáo. Lúc đó có tới là 18 bộ phái Phật giáo. Thì Ngài Ha Lê mới thấy rằng là nhiều tông chỉ quá không biết như thế nào, cho nên Ngài mới đem hết tâm lực và trí tuệ thiên pháp của mình lựa tinh túy của các bộ luận tiểu thừa, và Ngài soạn ra bộ Thành Thật Luận. Như vậy sư phụ của Ngài là vị là theo tiểu thừa, mà đến thời của Ngài thì Ngài thấy là nhiều bộ phái phân chia, và về tiểu thừa đó thì có nhiều ý Ngài chưa có thỏa mãn lắm, cho nên Ngài mới soạn một bộ luận Thành Thật Luận. Thành thật có nghĩa là chân thật, đúng đắn, hoàn toàn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của Đức Phật. Xin nói lại, chân thật, hoàn toàn, đúng đắn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của Đức Phật, cho nên mới gọi là thành thật, thật luận. Và đó là chúng ta qua hai cái phần đầu, tức là tác giả bộ luận và nguyên nhân thành lập bộ luận. Như vậy tác giả tên là gì? Đọc lớn lên, tác giả là gì? Ha Lê Bạt Ma. Sư phụ của Ngài tên gì? Kumara Đà. Sư phụ của Ngài theo phái gì? Tiểu thừa. Hoàn cảnh môi trường lúc đó là Phật giáo như thế nào? Nhiều bộ phái. Vì vậy Ngài thống kê lại và Ngài làm lại một bộ phái là thành thật. Tức là ý Ngài nói là giáo lý căn bản chân thật đúng với ba tạng kinh điển của Đức Phật. Còn các bộ phái kia nhiều khi thêm cái này thêm cái kia, Ngài nói là không đúng với ta tạm kích kinh điển, và Ngài rất là trí tệ, cho nên Ngài là một trong những cái đệ tử mà thông thái của sư phụ của Ngài. Thành thật luận tức là sự thành thật của tứ đế, hay là sự thành thật của ta tạm kích kinh điển. Tứ đế hay là tam phản kinh kinh điển. Đó là như vậy chúng ta vô phóng phần đầu. Rồi bây giờ lịch sử truyền thừa, Ngài không có hài lòng với, chúng ta qua phần 2 lịch sử truyền thừa. Ngài không có hài lòng với giáo lý của nhất thiết vũ bộ hay các giáo lý của sư phụ mình hay các bộ phái lúc bấy giờ, cho nên rằng là dựa trên pháp tạng bộ lịch sử truyền thừa, dựa trên pháp tạng bộ, dựa trên kinh lượng bộ, kinh lượng bộ, dựa trên đa văn bộ, đa văn bộ, và Ngài soạn ra bộ gì? Thành thật luận. Đấy. Như vậy lịch sử là dựa trên ba bộ này, Ngài soạn ra cái bộ Thành Thật Thật Luận. Rồi, chúng ta qua phần 2.
nội dung của thành Phật luận thì có 202 phẩm. 202 phẩm. 202 phẩm này chia ra có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là Pháp Tụ. Năm nhóm 1 gọi là Pháp Tụ. 2 gọi là Khổ Tụ. 3 gọi là Tập Tụ. 4 gọi là Nghiệp. Như vậy, nội dung của luận chúng ta có 202 phẩm và chia ra thành 5. Làm nhớ, Pháp Tụ, chúng con mở hoặc đơn, có việc nói về bài tựa và luận về tá, tàn bảo. Pháp nha, Pháp Tụ là bài tựa và luận về tá. Khổ đế tụ, xưa thêm cái chữ đó, khổ đế tụ. Khổ đế tụ, tập đế tụ, diệt đế tụ và đạo đế đế tụ. Là nói về bài tựa và tá tàn bảo. Khổ đế tụ mở ngoặc đơn là nói về khổ của năm năm uẩn. Tập đế là nói về nguyên nhân của năm năm uẩn. Diệt đế là nói về diệt trừ ba loại tâm. Diệt trừ ba loại tâm. Mở mặt vuông gì đó, giả danh tâm. Phá tâm và không tâm. Để đạt niết bàn. Để đạt niết bàn. Rồi đạo đế tụ mở một đơn là nói về phá bát chánh. Bây giờ nói về tông chỉ số 4, tức là chúng ta nói về tông chỉ số mấy? Số 3, triết lý
của bộ luận, triết lý của bộ luận là thứ ba. Tức là chúng ta nhớ năm ngoái tụi con học và câu xá với sinh với hương đó, thì câu xá đó nói về cái gì? Nhân không pháp, pháp hữu. Tụi con mở một tên đi. Câu xá luận thì nói về nhân không pháp, pháp hữu. Trong khi triết lý của thành thật luận á thì nói nhân không và pháp có không. Này, nhân không và pháp, pháp không. Thấy không? Vì tiến lên mà, lúc đầu câu xá luận còn thành thật luận là tiến lên cao hơn. Vì lý do triết lý của thành thật luận nói về nhân không và pháp không, cho nên nhiều học giả, nhiều triết gia quyết định là thành thật luận đang hướng về đại thừa. Như vậy là hướng về đại thừa, hướng về đại thừa. Khác với lại câu xá, xá luận, câu xá luận là gì? Nhân không phá hổ. Cho nên là tiểu chữ thờ đó chúng con biết chữ thờ đó. Chỉ lấy tứ đế làm trọng tâm của ta tạc. Tông chỉ lấy tứ đế làm trọng tâm của tông. Tông chỉ lấy thế làm trọng tâm của ta tạng, xin lỗi, làm trọng tâm, trọng tâm của ta tạng, cái để ta tạng, cái để, tức là trong ta tạng thì lấy tứ đế, trong khi đại thừa thì chúng ta lấy trí bát nhã, còn thành thật luận thì chúng ta lấy tứ đế. Rồi, bắt đầu chúng ta sự tương quan của thế giới môn và đệ nhất nghĩa. Một, thành thật luận có thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn. Thế giới môn chúng ta gọi là chất hà tốt tục đế, chúng ta gọi là tốt tục đế. Đệ nhất nghĩa môn chúng ta gọi là chất chân đế. Sự tương quan tức là
cái này mới có cái kia, có cái kia mới có cái này. Hai cái này không thể tách rời rời nha, không thể tách rời rời nha. Do nghĩa lý này mà gọi thành Phật môn là đại thừa. Do ý này mà gọi thành Phật môn là đại thừa. Rồi chúng ta qua 84 pháp. Sư đề 84 pháp ở đây nhé. 84 pháp. Số 1. Chúng ta có sắc pháp. Số 2. Chúng ta có tâm pháp. Số 3, chúng ta có tâm sở pháp. Số 4, chúng ta có phi tâm pháp. Số 5, chúng ta có vô ý về pháp. Cái này có 14. Câu xá luận chỉ nói có 70 mấy pháp thôi, trong khi câu xá luận thì nói có hơn 70 pháp, 73 như đó, còn câu xá luận thì có tới 84. Rồi chúng ta có ba loại trở ngoại. Số 1 là chấp giả danh. Số 2 là không chấp pháp. Giả danh có nghĩa là do nhân duyên mà giả hiện, giống như do có phân, có nước, có hạt giống mà nhân duyên giả hiện ra trái.
nếu mà trái nhãn đó ăn vô bụng rồi cái hạt có thể lâu ngày biến mất đi, hư thối biến mất đi thì nó biết biến mất, cho nên giả danh tạm gọi là trái nhãn. Còn chấp pháp nghĩa là cho có trái nhãn là thật, có cái bàn là thật, có cái ghế là thật. Chấp không nghĩa là cho có cái không là thật. À, nó là tất cả đều không, và có thì tùy nhã, nhưng mà không là thật, chắc không là thật. Tức là cho có cái không là thật. Rồi, chúng ta đến một số tám là phân chia thời gian. Trong thành tập luận có phân chia thời gian. Số 1 nó có hai cột A và B. A và B. A là ngũ giáo, B là tam giáo. A là ngũ giáo, B là tam giáo. Ngũ giáo và tam giáo. Ngũ giáo nghĩa là năm giáo. Ngũ giáo nghĩa là năm giáo. Số 1 là thiên tam thừa địa giáo. Số 1 là tam thừa địa giáo. Sư cô ấy này nha. Số 1 là tam thừa biệt giác. Chúng ta có A và chúng ta có B. A là ngũ giác. B là tam giáo. Rồi, ngũ giáo là năm giáo. Số 1 là tam thừa biệt giáo. Là tam thừa thông giáo. Số 3 là ấn dương giáo. Số 4 thừa biệt giáo có nghĩa là gì?
giác thừa là phải duyên giác thừa và đại thừa. Ba thừa nghĩa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Ngồi nói xin hỏi lại nha. Thanh văn thừa thì nói về tứ tự đệ, phải không? Duyên giác thừa nói về cái gì? Giỏi. Duyên giác thừa nói về 12 nhóm duyên. Đại thừa nói về cái gì? Đúng không? Bồ Tát thừa là thuộc về đại thừa. Lục độ, đúng rồi, giỏi. Đại thừa thì nói về lục. Như vậy ba thừa, mỗi thừa nói riêng một giáo, một giáo lý, phải không nào? Giỏi đó. Con huynh trưởng nhớ làm tới làm đánh máy cho sư cái này cho đàng hoàng, rồi gửi con email cho sư để in ra làm sao. Vậy đây là cái vàng bà chưa làm sao mà sâu được đó, sư làm vậy là con viết ra cái bụng nhỏ, hiểu không? Rồi như vậy ba việc giáo có nghĩa là thanh văn thừa thì nói về gì? Tử đế. Duyên giác thừa thì nói về 12 nhát nhân duyên. Đại thừa hay là Bồ Tát thừa thì nói về lục độ. Ba thừa biệt có nghĩa là riêng biệt. Ba thừa đều có những cái giáo lý riêng biệt. Giống như mình ba em ở trong đây có ba cái tài năng khác nhau, phải không? Rồi bây giờ đến ba thừa thông giáo là như kinh Bát Nhã thông cả ba và thừa Bát Nhã. Bát Nhã là thông cả ba và thừa. Kinh này ví dụ như là kinh Á Hàm có ở đây, ví dụ như là kinh Bát Nhã là nói kinh A Hàm là nói về ba thừa riêng nhau. Kinh Bát Nhã thì nói ba thừa vô trong cái kinh Bát Nhã. Rồi ấm dương thừa tức là ẩn, chứ phải ấm ẩn nha. Ẩn tức là dấu. Dương là gì? Dương là hiển bày. Ẩn tức là dấu. Tức là cái này là khen Bồ Tát thừa mà ẩn thanh văn và thừa, thấy chưa? Dương tức là hiển bày Bồ Tát thừa, nhưng mà ẩn dấu ẩn thanh văn và thừa, nắm chưa? Con viết cho sư cái email và cái di động của con để sư đưa cho sư cái dạng bài này chẳng nha, chi tiết những cái luôn. Rồi là dấu ẩn thanh văn thừa mà như là hiển bày Bồ Tát thừa, như kinh Tịnh Danh và kinh Tứ Từ Đức. Ví dụ kinh Tịnh Danh, kinh Tứ Đức. Rồi đó, sư viết vậy là rõ, vậy chỉ học thuộc lòng thôi. Thánh Phật Thánh các ngài, Phật Tổ các ngài làm rõ hết rồi. Rồi đồng quy giáo là khai ba thừa cuối cùng đưa đến nhất thừa, tức là khai ba thừa cuối cùng đưa đến nhất thừa.
thừa như kinh nào? Pháp giống như là kinh Pháp và Hòa. Ví dụ kinh Pháp và Hòa. Vậy là sao? Nguyễn sao chính giữa vậy con? Nguyễn, con hỏi gì? Mà là cái dạng giống như first name, last name hả? Pháp danh Nguyên Thành rồi điện thoại di động. Email của sư Nhớ Hương là hương.sang.temple.com. hương.sang.temple.com vô Facebook rồi. Rồi chúng ta đi cái cuối cùng gọi là trụ giáo. Thường trụ giáo có chư Phật tánh thượng. Thường trụ chủ trương Phật tánh thượng. Thường trụ nguyên thân email của sư nè, để con xong rồi thì con gửi vào email cho sư. hương.sang.temple@gmail.com. Thường trụ giáo tức là chủ trương Phật tánh thượng. Thường trụ ví dụ như kinh Niết Niết Bàn. Ví dụ như kinh Niết Niết Bàn. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng là thành Phật Luận nói về ngũ chủ trương, có ngũ ngũ giáo mà cũng có chủ trương tà giáo. Tà giáo thì chủ trương cái gì? Thứ nhất đố giáo. Số 1 đố giáo. Số 2 tiệm giáo. Số 3 bất định. Bất định giáo. Như vậy tam thừa, xin lỗi, thành Phật tông chủ trương tám giáo. Tam giáo là đố giáo, tiện giáo và bất định giáo. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm là đố giáo. Hoa Nghiêm. Tiện giáo là bao gồm cả ngũ giáo. Phải, tiện giáo là bao gồm cả ngũ giáo ở trên. Bao gồm ngũ giáo ở trên chúng ta học rồi đó ha. Định giáo là ví dụ như là những cái giáo mà không có thể thế này có thể thế kia, như kinh thắng ma. Dụ kinh thắng ma và kinh Kiên Quang Minh. Kiên Quang Hoàng Minh. Còn lên như vậy chúng ta thấy rằng là phần
Số 8, Phật chia thời giáo gồm có một giáo là ta thừa đế Việt giáo, hai là ta thừa thống giáo, ba là ẩn dưới dường giáo, bốn là đồng quý quỳ giáo, năm là thường trụ trụ giáo. Biệt giáo có nghĩa là một ba thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, mỗi thừa có một cái giáo lý khác khác nhau. À, thanh văn thừa nói về tứ đế, duyên giác thừa nói về 12 nhân duyên, bồ tát thừa nói về lục độ, ví dụ như kinh ác hàng hà. Tam thừa thông giáo là cả ba thừa này đều có trong một kinh, như kinh bát bát nhã. Ẩn dương giáo nghĩa là hiển bày bồ tát thừa mà che giấu đi thanh văn văn thừa, ví dụ như kinh tịnh danh hay là kinh tứ từ đích. Đồng quy giáo là hai ba thừa cuối cùng đưa về nhất thừa như là kinh pháp hoặc quà. Thường trụ giáo nghĩa là chủ trương mọi người đều có Phật tánh thường thường trụ như kinh niết bàn Đức Phật Thái Thầy Thị. Ngoài ra thành thập luận còn chủ trương tám giáo. Số 1 là đố giáo, số 2 là tiện giáo, số 3 là bất định giáo. Đố giáo ví dụ như kinh quán Hoa Nghiêm là đố giáo, nghe làm thấy tánh thánh thành Phật. Tiện giáo có nghĩa là tu từ từ, giống như tu từ từ theo tam thừa biệt giáo, hay là tam thừa thông giáo, hay là ẩn dương giáo, hay là đồng quy giáo, hay là thường trụ giáo. Bất định giáo có nghĩa là có thể thế này, có thể thế kia, giống như kinh thắng ma hay là kiên quá hoàng minh. Như vậy là chúng ta đã qua phần số 8 của thân bài là phân chia thời giáo của thành thập luận. Và bây giờ chúng ta đến phần phương pháp tu hành của thành thập luận. Như hồi nãy chúng ta nói, thành thập luận là chủ trương cái gì? Nhân không pháp Phật còn, nhân không pháp còn, trong khi không xá thì chủ trương nhân không pháp khóa hổ. Thế thì bây giờ nhân không nghĩa ví dụ là các mình không có nước, nhân không ví dụ như cái bình không có nước, cho nên gọi là pháp không ví dụ như thể chất cái bình cũng là không. Cái bình không nước, pháp không tức là thể chất các bình không có chất, các bình không có. Nhân không giống như cái ly này không có nước, tưởng tượng cái ly này không có nước. Pháp không có nghĩa là cái ly này cũng không có, lý do sao không có, bây giờ nó tạm có nhưng mai mốt nó bể đi, nó cũ đi, nó hoại đi. Vì vậy cho nên bản chất của nó là đất nước gió lửa, vốn không có cái ly. Ở đây nó có cái sơn màu đỏ, màu vàng, màu trắng,
Nếu mà không có cái sơn này, nếu không có cái kiến này lấy ra từng món, có thể thành cái ly không? Không có. Cho nên rằng là pháp không, nghĩa là ngay cái ly này không có, và ngay cả nước cũng không. Cho nên phương pháp tu hành của câu xá tông là quán năm uẩn không, không thọ. Nhân không tức là năm uẩn không, không thọ. Năm uẩn không, không thọ. Hoặc là chúng ta gọi là sáu căn không, không thọ. Rồi, pháp không có nghĩa là gì? Sáu trần không, không thọ. Sáu trần không thọ. Con người của mình do tạo nên đất nước gió vật, sáu căn không thật à, thì bây giờ pháp không có nghĩa là từng cái pháp, từng cái đất nước gió lửa cũng không, không thật, hiểu không? Nước gió lửa cũng không. Còn bây giờ nhân không có nghĩa là do đất nước gió lửa mà tạo nên, đất nước gió lửa mà tạo nên là thần, phải không? À, do đất nước tạo nên là thần, cho nên nó là nhất nhằm thọt. Vì không có xương giới hư hay không có nguyên thần, mà do đất nước gió lửa tạo. Còn pháp không á, là từng cái đất nước gió lửa đó nó cũng còn à, tụi con rõ này ha. Rồi, phương pháp tu hành còn à. Rồi chúng ta qua một số 10, tức là quả chứng. Câu xá tông thì chỉ nói về bốn quả. Câu xá tông thì nói về bốn quả. Bốn quả là quả gì? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, A Na Hàm và A La Là Hán. Còn câu xá tông, tức còn thành thập tông, thì nói về 27 quả vị. Nói chi tiết 27 quả vị. Thì chúng con xem trong Phật học phổ thông quyển 2 trang 314 có nói về 27 cái quả này. Xem Phật học phổ thông quyển 2 trang 314 có nói về 27 cái quả này. Sư thí dụ 27 rồi đó, thì thôi chúng ta có biết vô đây chỉ coi quyển số 2 có nói chi tiết. Rồi con lên con thâu giùm sư cái bản số 2 đi. Rồi sau đó chúng ta qua phần kết luận. Rồi, chúng ta qua phần kết luận. Sư bôi cái mũ giáo này nhé. Được chưa? Dạ, được. Rồi, lớp trưởng nhớ làm dàn bài chi tiết nha. Dàn bài này.
Rồi, chúng ta qua phần kết luận. Câu xá thì thuộc về cái gì? Tiểu thừa. Thành thật thì thuộc về cái gì? Đại thừa. Điều thiệt ra cũng có nhiều tranh tranh cãi. Nhưng mà lý do chúng ta biết đại thừa là vì có cái pháp Phật hồn, phải không? Nhân không và pháp Phật hồn mà nói tiểu thừa, tức là nhân không và pháp Pháp hủ. Đây. Số 3, thành thật luận làm sáng tỏ giáo lý tứ đệ. Quả cao nhất của thành thật luận, là chứ không phải thành Phật, vì là quả cao nhất là A La Hán, cho nên nhiều học giả cũng có chủ trương rằng thành Phật cũng cho là tiểu thừa. Thì tùy, giả tỉ như đứng về mặt nói pháp không, thì chúng ta cho là thành Phật luận là đại thừa, mà đứng về mặt quả cao nhất của thành Phật luận là A La Hán thì chúng ta cho là tiểu thừa. Kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, quả cao nhất là gì? Thành Phật. Cho nên đó rõ ràng là đại thừa. Trong khi thành Phật luận quả cao nhất là A La Hán, cho nên có người cho là tiểu thừa. Thì tùy mọi người thôi. Quan trọng cái đóng góp của thành Phật luận là làm sáng tỏ giáo lý của tứ đế. Con lên con quay cái khúc kết luận này nữa. Rồi chúng con coi đây là cái dàn bài, mà mỗi cái dàn bài sư cho cái ý nghĩa chi tiết theo từng cái một lớp. Chúng con coi thắc mắc cái gì thì giơ tay hỏi. Rồi mời con nghe nè. Trong cái vấn đề về tam giáo chủ trương, mà nhất là vấn đề về bất định giáo, thì cái giáo lý này nó, hãy xin nói là nó không thể hiện cái điều này và nó thể hiện cái điều kia. Thì ví dụ đó là kinh Thắng Mang, thì con chưa có hiểu là ở trong kinh Thắng Mang đó, trong kinh Thắng Mang con cũng thấy mang tương tự của nhất thừa đấy, cũng là đấy, nó cũng là nhất thừa, nó cũng là đại thừa, nó cũng là thanh văn thừa, cho nên gọi nó là không có nhất định. Xin lỗi, nó giống như ngoài xã hội có người gọi là lưỡng tính. Lưỡng tính có nghĩa là cũng có thể là nam, cũng có thể là nữ, bất định. Nó không có rõ ràng là đại thừa hay là tiểu thừa, hay là cũng giống như là đó, ý là như vậy, nó không hẳn là một thừa gì hết, mà tùy cái người đứng ở góc điểm nào cũng có thể thấy nó là tiện giáo, có người đứng ở góc điểm cũng có thể thấy nó là đố rộng giáo, như thế nào cũng
được nói nhiều cả khả năng tùy mình thôi. Tiếng Anh gọi là flexible, tức là tùy mình. Rồi câu hỏi khác không?